Ôi chào bạn, tôi đang đứng ở trong chương trình đào tạo kinh doanh spa chuyên nghiệp của tôi. Và các bạn thấy đấy, bởi vì là tất cả những cái chương trình hiện tại của tôi thì đều là do từ cái việc đó là tôi tuyển sinh từ livestream. Tất cả là bởi vì việc đó là tôi rất là chăm chỉ livestream để có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình. Và cũng nó, những cái học viên, những cái doanh số, những cái khách hàng của tôi hiện tại thì tất cả đều đến từ cái việc đó là do mình rất chăm chỉ livestream, biến tôi từ một cái người mà không hề có một ai biết cho đến bây giờ có hàng chục ngàn người ở Việt Nam, và những cái chủ spa, những khách hàng, những người kinh doanh mỹ phẩm ở quốc tế họ cũng biết đến mình. Và những cái chương trình đào tạo của tôi có những học viên họ bay từ nước ngoài về Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, họ cũng bay về để học. Tất cả hoàn toàn không phải bởi công cụ quảng cáo các bạn nhé, tất cả bởi livestream. Livestream sẽ giúp cho chúng ta đưa được cái giá trị của mình đến với khách hàng một cách chân thực nhất, một cách gần gũi nhất. Và livestream sẽ giúp cho chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Các bạn kinh doanh spa, các bạn kinh doanh thêm cả mỹ phẩm thì các bạn livestream để cho khách hàng nhìn thấy là dịch vụ của các bạn hiệu quả ra làm sao, mỹ phẩm của các bạn tốt như thế nào. Và livestream nó là sẽ là cái kênh mà tiếp xúc với khách hàng của mình nhanh nhất, gần nhất và tạo doanh số cho chúng ta cao nhất nha các bạn nhá. Cho nên rằng nếu mà bạn muốn trở thành một người livestream chuyên nghiệp, nếu bạn muốn trở thành một người có uy tín, có thương hiệu cá nhân cao để có thể thu hút được cộng đồng, có thể thu hút được rất là nhiều khách hàng đến với mình, có thể tạo ra được nhiều doanh số sau mỗi một cái livestream, thì khóa học bí quyết livestream chuyên nghiệp của tôi sẽ giúp cho bạn làm được điều này. Và nếu mà bạn muốn sở hữu cái khóa học này, khóa học bí quyết livestream chuyên nghiệp này, thì hãy comment xuống đây đó là tôi đăng ký, và làm sẽ gửi cho các bạn hướng dẫn đăng ký khóa học các bạn nhé. Rồi bây giờ xin chào.